Chào mừng quý vị đến video tiếp theo. Trong video này, tôi sẽ hướng giới thiệu tổng quan về tính năng Popupic được hiển thị bên trong nền tảng Ladipay, chính xác là trong builder của Ladipay. Thì sau khi quý vị đăng nhập vào builder.ladipay.com với tài khoản của mình, quý vị sẽ thấy ở trên màn hình của mình, ở phần menu bên trái, quý vị sẽ thấy rằng là có menu gọi là Popupic. Quý vị chỉ việc kích vào cái menu Popupic này. Ở đây nó sẽ hiển thị ra danh sách các pop-up mà quý vị đã khởi tạo thông qua cái tính năng tạo pop-up mới. Tương tự như cách mà quý vị quản lý các landing page cũng có các thẻ tag, đúng không ạ? Cũng có các thẻ tag và có các landing page. Thì với pop-up chúng ta cũng có các thẻ tag để chúng ta có thể dễ dàng, nhanh chóng phân loại và tìm kiếm các pop-up mà chúng ta đã tạo để chúng ta có thể dễ dàng quản lý và theo dõi. Thì với cái màn hình này chúng ta có thể kiểm tra được là chúng ta cũng có những cái chức năng như là chỉnh sửa này, chỉnh sửa tên, rồi cấu hình hiển thị, xem báo cáo, phân quyền, rồi nhân bản pop-up, rồi thì export pop-up để mà chúng ta có thể là chia sẻ cho những cái tài khoản Ladipay khác. Và chúng ta cũng có thể kiểm tra các dữ liệu backup trong trường hợp nếu như mà chúng ta ngắt kết nối với lại là API, với lại các nền tảng mà chúng ta không nhận được dữ liệu. Thì Ladipay có cơ chế backup để đảm bảo rằng là đảm bảo tính năng toàn vẹn về dữ liệu. Chúng ta có thể là tạm dừng pop-up, chúng ta không muốn hiển thị cái pop-up đó. Thì quý vị có thể hiểu rằng là nó giống pop-up này nó giống như là một cái campaign hay một chiến dịch ấy. Mỗi một pop-up nó tương ứng với lại là một chiến dịch. Nó giống như cách mà chúng ta tạo một cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook hoặc Google ấy. Thì chúng ta có rất nhiều cái chiến dịch ở đây. Thì các chiến dịch đó chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình hiển thị. Cấu hình hiển thị tức là nó giống như cái phần mà chúng ta gọi là thiết lập phần nhắm mục tiêu trong quảng cáo vậy, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể tạm dừng chiến dịch, đúng không ạ? Chúng ta có thể bật chiến dịch, chúng ta có thể nhân bản chiến dịch, đúng không ạ? Thì đấy là một số cái đối sánh, một số cái ánh xạ để quý vị có thể dễ dàng hiểu về cách thức làm việc cũng như là cái cơ chế quản lý của phần pop-up, được chưa? Đó. Thì khi mà quý vị vào đây rồi, quý vị có thể hoàn toàn có thể là xem chỉnh sửa, và chúng ta vẫn sử dụng cái trình soạn thảo builder của Ladipay bình thường, cũng sử dụng chức năng kéo thả với cái việc là chúng ta bổ sung thêm thêm bớt các hình ảnh. Chúng ta có thể thêm bớt các hình ảnh ở đây, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể là upload hình ảnh, thêm các hình ảnh vào đây. Đó, để chúng ta có thể cấu hình hiển thị và chúng ta có thể thiết kế những cái pop-up nó kéo thả to như thế này, vân vân gì đó, đúng không ạ? Đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó. Giống như cái việc là, thậm chí rằng là chúng ta có thể là đưa các collection, những cái sản phẩm vào đây. Kế thừa, bởi vì nó được kế thừa với tất cả các tính năng của Ladipay Builder. Cho nên rằng là quý vị hoàn toàn có thể là dễ dàng trong cái việc là cấu hình và kết nối các dữ liệu. Ví dụ như là quý vị có thể chọn cái dữ liệu liên quan đến ví dụ tài khoản liên kết này. Ví dụ như là quý vị có thể là kết nối với dữ liệu một cái website để hiển thị các sản phẩm. Đó, chúng ta có thể là hiển thị các sản phẩm ở trên các website của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, trên website của chúng ta để chúng ta hiển thị lên pop-up. Đó, nó sẽ đảm bảo được nó tính đồng nhất về mặt dữ liệu. Đó, thấy không ạ? Rất dễ dàng, đúng không ạ? Đó. Đấy, ví dụ chúng ta cho hình ảnh vào đây để chúng ta hiển thị các hình ảnh liên quan đến sản phẩm. Đó. Đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn hiển thị các sản phẩm liên quan. Đấy, thì chúng ta làm gì? Đấy, chúng ta chọn ảnh sản phẩm thì nó hiển thị các ảnh sản phẩm, lấy được cái dữ liệu ra, đúng không ạ? Nó rất là dễ dàng và thì sau khi xong, quý vị có thể là chuyển sang mobile để quý vị có thể là cấu hình cái phần mobile làm sao cho nó phù hợp, cũng tương tự như Ladipay. Sau khi xong chúng ta tiến hành xuất bản. Đó, chúng ta tiến hành xuất bản. Đấy. Thì sau khi xuất bản xong ấy, việc chúng ta là cài đặt cái đoạn mã này nên cái trang web mà chúng ta muốn hiển thị cái pop-up này. Còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta đã cài đặt rồi thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả. Thì hệ thống nó sẽ tự động, nó sẽ bật cái pop-up này lên thôi. Đó, chúng ta F5 lại thì pop-up này nó sẽ bắt đầu làm việc bằng cái cấu hình hiển thị ở đây. Đó. Thì đấy là cái phần tổng quan. Thì chúng ta có thể xem phần báo cáo. Đó, chúng ta có thể xem phần báo cáo chi tiết của một cái pop-up như thế nào. Đấy, bao nó hiển thị bao nhiêu, chuyển đổi bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể xem phần báo cáo như vậy. Rồi chúng ta có thể nhân bản export cái file pop-up này ra. Đó, chấm pop-up để chúng ta gửi đi cho người khác. Trong trường hợp đó rất nhiều tính năng và tương tự như Ladipay thôi, được chưa? Tương tự như Ladipay thôi, tạo pop-up mix chúng vậy, cũng tương tự vậy, sử dụng trắng hoặc là tải một pop-up mới. Đó, đặt tên, đó, nhập tag, đấy, nó là dạng sticky bar hay là pop-up vân vân. Đó là cái mà về tổng quan cái tính năng bên trong của nền tảng builder Ladipay. Vậy thì làm thế nào để có thể hiển thị cái pop-up, giả định tôi muốn hiển thị pop-up này lên một cái landing page cụ thể nào đó thì tôi sẽ làm gì? Đó, thì rất đơn giản thôi, quý vị quay trở lại menu landing page. Tôi ví dụ như là tôi muốn hiển thị cái pop-up lên trang này, được chưa?
tôi muốn hiển thị cái pop lên trang này thì tôi làm gì? Tôi sẽ tiến hành vào chỉnh sửa builder. Chỉnh sửa builder. Sau đó chúng ta vào menu ứng dụng và chọn là pop-up. Chúng ta tiến hành bật nó. Đó, bật nó. Và chúng ta xuất bản. Như vậy là cái trang này đã được bật pop-up rồi. Được chưa? Trang này đã bật pop-up rồi. Đó. Chúng ta tiến hành F5. Đấy, chúng ta phải bật cái pop-up này lên. Đó, như quý vị thấy không ạ? Pop-up này. Đó. 63. Qua. Đấy, phần ứng dụng đây là pop-up này. Đó, chúng ta đã bật rồi này. Được chưa? Đó là cái phần mà chúng ta đã sử dụng để tính năng liên quan đến pop-up là như vậy. Chúng ta chỉ cần bật trên landing page là nó sẽ là đã bật được cái phần hiển thị rồi. Tức là như quý vị thấy rằng là trong 3 bước cài đặt, chúng ta cài đặt cái việc là cài đặt kết nối với website. Thì đây là tôi vừa cài đặt kết nối với landing page, được chưa? Kết nối với landing page. Thì sau khi kết nối landing page xong ấy thì chúng tôi chỉ việc là vào phần tạo pop-up xong rồi, cấu hình phần hiển thị. Đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ việc cấu hình hiển thị nó hiển thị trên cái domain nào. Đó. Hiển thị domain nào, ví dụ như là tôi muốn hiển thị trên cái domain của cái landing page hôm nãy, được chưa? Thì tôi sẽ điền cái ladipay.trungdoan.net. Đó là tôi đã hiển thị cái pop này lên cái domain này rồi. Đó, cái domain này bởi vì là hoặc thậm chí rằng một cái URL cụ thể. Đó, tôi thậm chí URL cụ thể, ví dụ như là cái hành vi ở đây chẳng hạn này. Đó, một cái đường dẫn URL cụ thể bằng cái nào đó. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta cấu hình. Thì đó là cái phần tổng quan về pop-up bên trong nền tảng builder. Nó rất đơn giản thôi, nó vẫn giống như những cái gì mà chúng ta sử dụng cái builder để chúng ta tạo landing page. Thì bây giờ chúng ta sử dụng builder để chúng ta tạo pop-up, chúng ta cấu hình cái việc chúng ta vẫn kết nối với các nền tảng website để chúng ta lấy dữ liệu và chúng ta hiển thị dữ liệu lên pop-up. Nó giống như cách là bản chất nó là giống như cái việc chúng ta thiết kế một landing page thôi, nhưng nó hiển thị ở dưới dạng pop-up, được chưa? Đó là cái phần tổng quan trong cái phần pop-up này. Ở video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn quý vị từng bước để mà có thể làm 3 bước để mà có thể bắt đầu với pop-up, bao gồm là cài đặt pop-up lên website bất kỳ, sử dụng các nền tảng như là WordPress hoặc là một số nền tảng khác, rồi thì là tạo pop-up, rồi thì cấu hình hiển thị để quý vị có thể nhanh chóng dễ dàng thao tác và sử dụng pop-up một cách hiệu quả và đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.